Hello, hello, hello everyone. Chào cả nhà ha. Chào mẹ, bé Ngọt, bé Hoa, bé Bo ha. Hello cả nhà, hello các bạn luôn. Hôm nay thì hôm nay là thứ sáu ở Mỹ rồi. Mình với anh Leo có chuyến đi New York 3 ngày, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì về. Ở đó thì hôm nay là ngày đầu tiên ha. Đang chuẩn bị đi, giờ là cũng đã 12 giờ trưa rồi. 12 giờ trưa rồi. Leo nói nếu mà đi từ Maryland đến New York hình như là cũng 6-7-8 tiếng gì không biết á. Thì mình sẽ quay phim chụp hình lại, post lên YouTube cho cả nhà mình coi, cho mấy bạn mình coi, cho ai thích thì coi ha. Thì mình sẽ quay lại New York như thế nào. New York thì thường thường nó có Narrowfield Falls gì á. Cái đó là cái thác nó giáp kênh giữa Canada và Mỹ ha. Ở bên Canada thì người ta cũng đi lại chỗ đó và người ta nhìn thấy được cái thác. Nếu mà các bạn nào hay cả nhà mình biết thì nó sẽ có một cái đường ranh giới giữa cái thác đó. Và New York City thì nó có tượng nữ thần tự do, nó kêu là Liberty Harbor ha. Mình sẽ đi đến đó và mình coi nó đẹp như thế nào ha. Nói chung là New York là một thủ đô, một tiểu bang và một thành phố bự ở Mỹ này. Nếu mà ai mà coi về quan tâm nước Mỹ á, thì nhớ cái ngày mà 9 tháng 11 này không? 11 hay tháng 9 mà năm 2001 hả ta? 2001 đó, thực Mỹ nó bị cái vụ khủng bố á. Khủng bố nó đánh bom, đánh sập ở New York ha. Ok, đang chờ anh Leo đi. Dạ. Đang chờ anh Leo đặng đi ha. Thì mình nói về một chút là cái chuyến đi này như thế nào. Thì mình nếu mà mình được mình quay lại, mình chụp hình lại cho cả nhà coi. Và những ai không biết về nước Mỹ thì quan tâm thì coi, bạn bè mình coi, ai thích thì coi, ai quan tâm thì coi. Thì hy vọng là cái chuyến đi này sẽ vui và mình coi được nhiều cảnh hơn nữa ha. Thằng thì lùn quá, thằng thì cao quá. Đưa lên thấy thằng cao thì cũng thấy thằng lùn. Cũng mệt này không? Lùn quá cũng mệt nè. Nó đang chuẩn bị đi mà giờ này trời này thì nó cũng không có nắng lắm. Ok, đi trên đường ha. Ngày 1, ngày 2, ngày 3 và hôm nay là ngày đầu tiên. Và nếu mà có gì thì mình sẽ quay lại, mình share cho cả nhà mình coi, cho các bạn mình coi ha. Thì du lịch từ xa, ở nhà mẹ và các cháu mình, con mình hay là em mình gì đó, bạn mình gì đó không có biết về xứ Mỹ và coi mình đi sẽ như thế nào ha. Thì mấy bữa mấy chị mà coi clip về mình về chia sẻ cây quanh visa thì mấy chị nói sao nhìn em đơn giản mộc mạc quá à? Em không chịu sửa soạn gì hết trơn á. Nói chung là tại mình không thích ha. Tại vì mình nghĩ cái nét đẹp mà trang điểm nó cũng đẹp, mà nét đẹp nó mộc mạc cũng đẹp. Và cái phần cây quanh visa thì mình không cần phải làm đẹp cái kiểu giống như là làm diễn viên hay hoa hậu ha. Thì mình đi chơi mình thích, mình muốn sửa soạn lúc nào thì cũng ok ha. Đó là mình muốn chia sẻ cho mấy chị nào mà có cái lời nhận xét như vậy, sao mà mộc mạc quá, đơn giản quá ha. Thì cây quanh visa mình nghĩ chia sẻ thì mấy bạn chỉ cần là biết là cái nội dung mình chia sẻ là gì. Tại vì mình không phải là diễn viên ở trong đó, và không phải là diễn viên hay là nữ diễn viên hay là gì hết. Mình không cần phải sửa soạn hay là không cần phải này kia nọ, hay là mình là người lấy tay thì mình phải điệu một chút hay là này kia nọ chi vậy, đang đi trên dây điện hả? Cái tính mình thì không vậy ha. Nếu mà ai coi clip mình, coi channel của mình ha thì biết ha, mình rất là bình dân ha, tay ta gì cũng vậy thôi. Còn ai mà thích điệu thì thích đi trên dây điện thì kệ người ta, có ngày người ta bị điện giật thôi, đâu có sao đâu. Còn đây là channel của mình, clip của mình ha, mình muốn làm gì làm và mình trả lời cho cái nhận xét của chị đó như thế nào. Nói chung là chị nhận xét thì cũng ok, đúng là mình bình dân học vụ thiệt, nhưng mà thật sự mình biết rất là nhiều nha. Mình muốn trở thành như thế nào, mình muốn trang điểm đẹp lên như thế nào, mình làm được hết đó nha. Nhưng mà nói chung là có thời gian không rảnh phí thời gian nó làm gì, để có thời gian có thể là mình nói chuyện với những bạn nào mà cần mình chia sẻ thông tin ha. Thì đó, mình giải thích chút xíu thôi. Cái này thôi, mình đang đi trên đường và mình muốn nói về cái việc đó một chút ha. Thì có gì thì mình chỉ sẽ chia sẻ thêm và quay lại những cái cảnh đẹp trên đường đi ha. Hy vọng là chuyến đi này sẽ vui và
Không biết bao nhiêu tiếng. Darling, what way we go? We go north to Frederick. North Frederick. Okay. And you know how go? I can find and help you go. Mm-hmm. Yeah. 3 tiếng đồng hồ lái xe, đi nãy 12 giờ, giờ là 3 giờ rồi. Giờ leo đồi kiếm cái chỗ nghỉ. And you, we find a rest area. Oh, we go where? I don't know. I need to find some place to go be. Yes. Where you want to go? I said there was a market up here somewhere. Maybe not. Tại 3 tiếng rồi cũng mệt rồi, trời đi ngừng lại. Đi đái đĩa, đi tiểu đó. Giống như ở Việt Nam mình vậy, ở đây nó cũng có những cái trạm dừng chân để cho mình nghỉ. Giống như mình đi về quê hay là gì, có Tấn Mập hay này kia nọ ha. Rồi ở Vũng Tàu thì có bò sữa Long Thành rồi đó. Trạm dừng chân nghe bò sữa Long Thành rồi đó. Ở đây nó cũng có luôn. Mình đi xuyên bang, mình đi từ tiểu bang này qua tiểu bang khác thì nó cũng có cái khu vực đó cho mình vô, mình nghỉ ngơi, mình dừng chứ lái hồi chứ cũng xỉu luôn quá. Sao lái nổi, nó cũng xa lắm chứ bộ. Giờ là đi được 3 tiếng rồi đó. Nếu mà leo không có lái được thì tới lượt mình lái thì cũng dễ thôi, không có gì đâu. Lái hồi cũng mệt cái bà chứ. Giờ kiếm cái chỗ nào chưa vô cho anh đi tiểu, anh đi vệ sinh. Có thể đổi ta lái, mình lái luôn. Lái cả 3 tiếng rồi. That's small town. Mm-hmm. Small town. Really small town. And you find market, huh? Yeah, right over there. That market. Oh. Okay, wait. I will answer. Đó, kiếm cái xăng này vô. Ngay chỗ cái xăng này luôn. Đổ dừng xe. Cái này là mấy chỗ đổ xăng. Có cái chỗ khu vực nó là chạm dừng chân nghỉ, nó đẹp lắm. Có dịp mình sẽ quay lại cho coi cái đó như thế nào. Còn này ảnh đòi vô cái market. And you think this have restroom? Probably. Thường thường là những cái trạm dừng chân đổ xăng này nó có toilet cho mình hết trơn à. And you need gas. Đổ xăng luôn. À, vô đó đâu nghỉ ngơi, tao mua đồ đổ xăng đâu này kia nọ luôn. Quay lại cho cả nhà mình ở nhà coi ha, cho biết xứ Mỹ nó làm sao. Đó. Coi phim thì nó quay những cái cảnh nổi tiếng thôi mà coi cũng không được nhiều. Thì coi cái clip này, clip của mình thì sẽ coi được nhiều cảnh hơn. Đó. Vòng vòng cũng vẫn không ganh, chờ cái xe nó đi rồi mình mới vô đổ xăng. Taking his time. Yeah. Okay. Quay cái cảnh đổ xăng luôn ha. Đây là thường thường xăng ở Mỹ này là tự đổ ha, nó có mấy cái cây gì nè. Đó, xăng nào 87992 gì đó. Xe mình xe nào thì mình đổ cái xăng đó ha. Đó. Như leo nè, đó, leo là đổ xăng. Đó. Đó, bấm xăng 87 vô. Rồi bỏ vô đây tự đổ xăng nha. Ở Mỹ này có chị hầu như là có một tiểu bang là có người phục vụ đổ xăng cho mình không, còn đây là thằng nào thằng nấy tự đổ xăng nha, không có thằng nào đổ xăng cho thằng nào hết trơn nha, tự đổ xăng hết, không có nhân viên gì đổ xăng cho mình đâu. Đó, đó, đút cái cạc vô, cà thẻ vô, bấm bao nhiêu 40 đô hay nhiêu đó thì xăng này nó chạy nè. Đó, here darling, đó nó số tiền hả? This is here. Oh. Đó, nó chạy ở trên. This is money. Ở trên là số tiền. This money. That's the dollars. This is the number of gallons. À, ở trên là cái số tiền, còn ở dưới là cái chọc cái số lượng, giống như mình 1 lít 2 lít thì bên đây nó dùng gallon ha. Đó, là số nó chạy vậy đó. Đó, cái máy để mình quay cho coi. Đó biết chạy. Thì cái này là bấm số rồi vô bỏ cạc rồi vô bấm. Thì đi xe thì phải biết đổ xăng, không biết đổ xăng thì đi bộ. Nhiều khi nhiều người không biết đổ xăng làm sao luôn á.
Ok, quay cho mấy bạn coi hay cả nhà mình coi khúc này thôi nha. Cái mình đi vô nữa, có cảnh nào hay hay mình quay tiếp ha. Quay tiếp. Thường thường là nó chạm xăng lại gì á, nó có hai mặt. Cái xe nó lại nó đậu đậu ngay phía cái chỗ đổ xăng vô cái cạnh xe vậy thôi. Thì xăng nào cũng giống nhau vậy hết trơn á. Quan trọng là mình phải biết đổ xăng đều đổ cách nào, mình có thẻ mình cài vô mình đổ thôi. Dad, see? You need to learn how you. À, chị anh xài mà cũng thấy mệt nữa. Không biết quay làm sao luôn. À, giờ mình đang lái phụ ảnh nha, lái cũng gần ra được cái tiếng rồi đó, tốc độ 70 trên cái số giờ nha. Thì tốc độ rất là nhanh, mà ở đây thì mình đã lấy cái bằng lý thuyết rồi thì mình có thể được lái, và lái phải có cái người bên cạnh. Còn nếu mà mình đi thi thực hành nữa thì mình sẽ được ôm xe lái và lái một mình, nó được cho phép. Giờ cũng lái gầm gầm thôi, mà phải có chồng ở bên cạnh hay là có người biết lái xe ở bên cạnh. Còn nếu không thì nó không cho mình lái, gặp cảnh sát rồi nó, cái đó là mình bị phạm luật ha. Thì giờ mình lái thoải mái luôn, miễn sao có ông xã mình kế bên, có cũng đông ở bên là mình lái thoải mái luôn. Hôm nay nữa là mình qua Mỹ nữa, tính ra là 5 tháng 7 ngày rồi. Nay 31, 5 tháng tuần đi ha. Tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 tháng 7 ngày đi ha, 5 tháng 1 tuần đi là mình đã biết lái rành rồi đó. Thì mấy bạn nào qua sau thì cố gắng học lái ha. Tại vì không ai sinh ra mà đã giỏi hết á. Thì ai cũng phải học hết, và mình học phải có thời gian thì mình sẽ biết thôi. Không ai mà thiên tài sinh ra đã biết đi, biết chạy hết đâu. Học từ từ, qua đây học được hết, và học được hết những cái gì mình muốn học thì sẽ học được hết. Và lái xe là phải cái chuyện quan trọng, mà phải học lái xe. Không biết lái xe thì cũng như là thằng học cục chân vậy, không biết đi đâu hết. Nên qua là mình phải học lái xe, và học cho lái xe cho vững, lấy được bằng lái xe mới ok. Còn nếu không thì mình không có biết đi đâu, và đi đâu cũng phải nhờ chồng hết trơn, mình không có tự lập được. Mai mốt mình đi làm một mình thì sao mình đi được. Nên bắt buộc mình phải lái xe. Bây giờ mình lái được phụ leo được rồi nè. Đó, lái với tốc độ 70 nha. 70 trên mao giờ. 100 mấy cây số trên 1 giờ đó. Mình chẳng thấy sợ mà cảm thấy thích lái freeway. Ở nhiều người coi clip hồi xưa mấy anh chị chia sẻ, trời ơi nhiều người hả qua đây mười mấy 20 năm luôn, người ta không dám lái ra đường freeway, đường cao tốc, người ta toàn là lái ở trong những cái khu vực lân cận không à. Người ta nói khi mà cầm lái mà đi ra freeway á là cái tay họ run mà giống như là keo mà dính chuột, mà dính vô là cái vô lăng này nè. Và người ta sợ, cảm giác không lái được đó. Mà mình thì lúc đầu cũng sợ, nhưng mà lái ghế rồi quen rồi. Lái ghế rồi mình thấy mấy người già, mấy người gung tay vậy mà người ta lái giỏi ghê. Chẳng qua người ta lái từ nhỏ đến lớn, từ mười mấy 20 tuổi người ta đã lái rồi nên người ta biết lái. Còn mình ở Việt Nam mình, nước mình làm gì có xe để mà lái, đi toàn là xe máy không. Thì dù gì mình có đã biết lái xe máy, mình cũng đã biết điều khiển cái xe như thế nào rồi. Có nghĩa là xe hơi thì mình phải học một chút nó khác thôi. Nhưng mà việc mà phải lái xe và kiềm xe như thế nào là mình cũng có học, mình cũng có biết rồi. Nên nó cũng nhanh cho mình. Còn cái tính mình thì mình chỉ thích lái nhanh và lái được. Ai học được mình học được. Tại sao người ta học được? Ta có hai cái đầu hay bốn cái tay sao mà người ta giỏi hơn mình? Nó thằng nào cũng như thằng nấy thôi. Thằng nào nó cũng phải đi học đồ này kia nó mới biết thôi. Lái xe cũng phải học thành bác sĩ, nha sĩ hay là bác sĩ gì cũng phải học hết. Đâu ai sinh ra mà đã biết mà nó giỏi đâu. Bởi vì mình có học cái gì mình cũng không phải sợ hết á. Người ta học giỏi, người ta học một năm, mình học không giỏi, mình học 3-4 năm cũng phải ra trường thôi. Bởi vì đừng có suy nghĩ là người ta giỏi hơn mình, rồi người ta học được còn này kia nọ, học được hết. Ai cũng giống như mình và mình cũng giống như mọi người luôn. Là mình sẽ làm được những gì mình muốn ha. Thì qua bên đây mình mấy tháng mình đã biết lái xe rồi đó. Mình hy vọng những người mà coi clip mình ha, đi qua Mỹ định cư theo diện K-1 visa hay là bất kể cái diện gì hết á, cũng phải cố gắng để hòa nhập vào cái xứ Mỹ này ha. Phải học hỏi và phải tìm hiểu, giống như mình sinh ra ở một cái tuổi mà 20 mấy 30 mấy mới qua xứ Mỹ này. Qua ngày nào là ngày đó là sinh ra ở xứ Mỹ ngay ngày đó ha. Thì đương nhiên mình phải tìm hiểu và học hỏi hết. Mình nếu mà mình sống trong cộng đồng người Việt á, thì mình sẽ biết nhiều. Còn giống như mình với ông xã mình nó toàn là người nước ngoài không à, mà mình không có học hỏi gì người Việt nhiều hết trơn. Mình đi qua xứ Mỹ mình học gì người Việt chi cho nó mệt vậy. Mình học hỏi của người Mỹ thì cho nó hay ha. Người ta học được mình học được, người ta làm được mình làm được
không có ai mà giỏi hết, cố gắng là sẽ làm được hết thôi. Hy vọng là những bạn nào coi cái kênh của mình ha, theo dõi mình ha, yêu mến mình ha, sẽ coi và sẽ học hỏi được cái nhiều kinh nghiệm về ở trên xứ Mỹ này qua chính cái kênh của mình, qua chính cái người mình, qua chính con người mình và ông xã mình. Thì nghe chia sẻ về cái diện visa đó các bạn qua đây, từ khi các bạn mà nếu mà các bạn chịu tìm hiểu, từ khi các bạn tìm hiểu cây quanh visa ở bên Việt Nam, có nhiều người đã qua Mỹ này nha, có nhiều người đã coi clip mình và đã qua Mỹ rồi cũng phải học hỏi của clip mình khi đã qua Mỹ, cây quanh visa ở Việt Nam, cây quanh visa khi qua Mỹ. Còn qua Mỹ này á, mình còn phải học nhiều thứ nữa, đó là lái xe, học hành. Nào các bạn nào mà chịu theo dõi á, theo dõi kênh của mình thì sẽ biết làm hết và là biết học hỏi từ mình, là mình đi trước, mình chia sẻ lại, mình muốn giúp ích cho mấy bạn, không phải là phải khó khăn khi mà phải hòa nhập vào xứ Mỹ này. Thật sự giờ cộng đồng Việt Nam mình cũng nhiều lắm, và hồi xưa mà ông bà mình hay là cô chú hay những người đi trước còn người ta rất là khó khăn, người ta rất là khổ sở, tại vì tiếng Anh người ta không biết nên người ta học rất là lâu. Nhiều người kể lại coi mà nghe cái vui, nhiều người đi thi bằng lái hả 7-8 lần mới đậu. Và tình cờ mình cũng nghe có một anh kia gì của ảnh hay gì đó đi thi bằng lái mà tới 21 lần mới đậu được cái bằng lái. Mà ở Mỹ này nghe nó cho mình đậu luôn, miễn sao là mình có cố gắng là nó cho mình đậu, mình đúng, mình đủ là nó cho mình đậu, chứ không phải là kiểu mà giống như Việt Nam mình mà thi 2-3 lần là nó nghỉ cho mình thi và không cho mình thi nữa đâu. Nên cái việc mình đi thi là cứ thoải mái mà đi thi, lấy bằng lái lấy cái gì cũng được, và biết tiếng Anh thì càng tốt nữa. Học tiếng Anh, học cho giỏi tiếng Anh vô, học qua xứ Mỹ không biết tiếng Anh, không biết nói gì, nói với người Việt á thì mình không có bao giờ mình học được, hỏi được cái gì mà tốt hết đâu. Mình phải học tiếng Anh. Cộng đồng người Việt mình thì qua đây là cũng có, nhưng mà mình học từ cái người Mỹ nó hay hơn, là cái gì mình cũng biết và mình không biết thì mình hỏi. Thì nói đó là không biết thì hỏi, muốn giỏi phải học, có ai sinh ra đã giỏi đâu. Tốt nhất là phải học, học hết tất cả gì mà nó bổ ích cho mình á, học những thứ gì nó cần thiết cho mình đó là học hết. Hy vọng những người đi sau cũng sẽ giống như mình. Too late. I am riding, you know that. Mà mình lái xe, mình phái trên lái trên đường cao tốc lắm, tại nó không có đèn xanh đèn đỏ, cứ tốc độ gì mà đạp, mà mình giữ đúng cái lane mình đi thôi. Mình không có chạy lạng lách mà cũng không chạy qua chạy lại len của người ta nữa, cứ giữ đúng cái len mình đi là mình sẽ lái được thôi, không có gì mà khó hết trơn á. Các bạn cũng nhìn thấy đi, mình từ qua mình cũng đâu có biết lái xe đâu, hoàn toàn mình không biết lái xe ở Việt Nam nha, mình qua đây mình mới học nha. Và mình nói với bản thân mình á, tại sao người ta học được, mấy người già ta lái được gầm gầm, mình trẻ như vậy, mình nhỏ tuổi như vậy, có lý do gì mà mình không học không được ha. Xuyên bang này là toàn là đường xe tải chạy không à, những cái xe tải mà chạy xuyên bang nó đi giao hàng từ chỗ này qua chỗ kia á, tại vì quay ngay bản mặt mình, tại vì leo nó không biết thôi, chứ nếu mà không thì mình quay ra thường đa phần là đường xuyên bang này là toàn là xe tải nhiều lắm. Nhưng mà các bạn thấy thì nhìn phía sau có thấy được không ta, toàn là thấy mình không hả? Ồ, không thấy được đâu. Nên cái đường này là đường xe tải chạy nhiều lắm, nhưng mà xe tải xe gì cũng chạy, người ta chạy đúng quy tắc quy định đó, chứ không phải là giống như Việt Nam mình, trời ơi chạy ngược đường mà đường của người ta cũng lắng qua lắng lại nữa nên nó có tai nạn. Mỹ cái vụ mà chết thì đụng xe nó cũng rất là khó khăn, chứ không phải giống như Việt Nam mình là cái chuyện mà tai nạn xe xảy ra quá trời, nó hạn chế việc mà tai nạn xe lắm, tại vì mình tuân thủ cái luật lệ giao thông là không bao giờ mình gặp cái rủi ro, tại vì người ta đã kêu mình làm vậy mà ta kêu mình đi tốc độ nhiêu mình phải đi tốc độ nhiêu đó, chứ đâu phải là mình muốn chạy nhiêu là mình chạy đâu. Nó có cái bảng vận tốc cho mình ha. 55 hả? And when I turn? 153. Long way hả? Bây giờ mình biết lái rồi, mình phụ lái leo luôn, ảnh có mệt thì mình cũng lái được, và mình cũng còn trẻ còn nhỏ mà lái ở đâu lái không được.
lớn tuổi thì người ta lái chút là người ta cảm thấy mệt rồi. Ở đây đi đường mình cũng phải biết tiếng Anh, mình phải biết đọc chữ khi nào nó kêu mình quẹo. Bởi vì biết tiếng Anh là quan trọng lắm. Đừng mấy bạn mà cứ nghĩ qua đây lấy Việt kiều rồi không biết tiếng Anh, không qua qua đây thì hoàn toàn không biết tiếng Anh là mình rất là dở và mình không có học được gì xứ Mỹ hết trơn á. Ở Việt Nam mình đi học rất là tốn tiền, nên các bạn nào qua đây cố gắng đi học ha, cố gắng đi học ESL gì đó để cho mình biết tiếng Anh, để mình sẽ tốt hơn, mình học cái gì mình cũng biết, người ta nói gì người ta chỉ gì mình cũng biết. Còn mình chỉ biết tiếng Việt mình thì người ta không biết để người ta chỉ mình đâu. It's back to 70. 70 hả? 70 hả? Người ta không có biết cái gì mình chỉ ở đâu, mình phải học, không ai họ. Ở bên Việt Nam mình học thì rất là tốn tiền, đi qua đây qua bên Mỹ này học nó học là miễn phí không à, được cô giáo thầy giáo nước ngoài dạy luôn. Còn mà đi những cái trung tâm Việt Úc, Việt Mỹ, Anh Mỹ đồ này kia nọ hả, đóng mấy triệu một khóa mà học có bao nhiêu đâu. Còn ở bên đây người ta cho đi học miễn phí, nghĩa sao mà mình không dành thời gian mình đi học? Cái đó là do mình thôi ha, mình tự phải cố gắng để mà học. Tại mình muốn cái sao là do mình chọn, tại mình muốn không nói giỏi tiếng Anh thì mình không chịu học thôi, còn mình nói giỏi tiếng Anh thì mình sẽ học. Thì mình học mỗi ngày, học càng ngày càng nhiều vô là mình sẽ giỏi. Giống như mình lái xe gì, mình không học sao mình biết lái xe. Mình tự tin hết đi, cái gì mình cũng sẽ làm được. Mình tin mình làm được, các bạn sẽ làm được, những người coi clip của mình sẽ làm được, không ai mà giỏi hết. Đó, nhưng mà nhiều người người ta đâu có được đi may mắn đi qua Mỹ định cư đâu. Người ta đâu phải muốn đi Mỹ là muốn dễ đi đâu. Các bạn mà đi được rồi lấy visa qua Mỹ định cư rồi, cố gắng, mình phải phấn đấu. Chứ không phải mình sống mà ỷ lại ông xã mình quá, ỷ lại chồng mình quá. Người ta lo cho mình, biết người ta có lo cho mình không? Biết chắc người ta lo cho mình được lâu dài không? Mình biết khi nào người ta thay đổi không? Cái đó không biết. Thì mình phải tự lập một chút ha. Thì mỗi người mỗi tính. Ok, stop about me. Stop.
chơi thấy ham lắm. Đó, cái khách sạn này cũng lớn ghê luôn trời. Đó, leo nó đang check in ha. Đó. Đó, khách sạn này nó bự. À, mình làm bộ mình lại mình quay quay lại coi, nhiều khi mình sợ mấy người đó người ta không có cho. Người ta không có cho quay phim. Đó, khách sạn này thấy nó bự ghê không? Quá trời người, mà chủ yếu những người này ta lại đây làm gì? Làm bộ ngồi sướng chụp hình rồi đó, casino trong đó nghe mấy chế. Nhìn giống Singapore hồi trước quá à. Đó. Casino trong đó thấy không? Đó. Đó. Mình làm bộ mình quay mình nghe, đồ quá mình quay nha. Mình mà quay ngay nó không có chịu đâu. Nhiều người nó không chịu quay phim. Nó khó chịu lắm. Nên mình phải làm bộ mình quay cho mình đồ này kia nọ nè. Nên mấy chế mới thấy được nha. Đó. Nó bự ghê không? Đó là cái ngày đầu tiên đó, lái xe hết 6 tiếng đó, đi lại cái casino này với khách sạn này. Nghỉ ngơi. Xong rồi ngày mai đi tiếp ha, mình có được 3 ngày lận. Đó, hôm nay là ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên lái xe từ 12 giờ, giờ đến 6 giờ mấy rồi đó. Đó, thấy không? Leo đây nè, đó có mấy người đang check in nè ha. Đó. Đó, thấy không? Lớn lắm. Lớn mà cố luôn. Đẹp quá. Quay. À, mình làm bộ selfie chứ mình mà có chữ casino tại quay cái này nó ngược nên cái chữ casino nó ấy. Mình là không làm bộ chụp hình á là nó đó. Đó. Nó lại nó không có cho mình quay phim đồ này kia nhỏ nghe đó. Đây là những cái dụng cụ của những người mà native speaker nha. Mà những người châu Âu lại người ta nói là người Indian nha, mà người này là người gốc Mỹ luôn nha. Mỹ mà từ cái gốc rễ của người ta đi ra luôn nha. Ông nội, ông cố, ông tổ của ông sơ người ta cũng là người Mỹ hết trơn luôn nha. Là người ta là những cái người này là tên những người là Leader President Chiefs Click. Đó, người làm ở đây rồi thư ký như thế nào ha. Đó, tên của người ta. Thật sự những người này là cái gốc họ của người ta luôn. Là người native American nha. Leo chưa phải là native American, Leo chỉ là người Mỹ nhưng mà gốc của Leo là ông nội là ông ngoại gì người Ý rồi đó. Đó mấy cái này ha, nói một chút về tìm hiểu lịch sử nước Mỹ ha, coi một chút cho vui vậy thôi. Đó, người ta để phòng trưng bày của những người đó. Ok, where we go darling? Ok, we go. That. Đó, để đi kiếm cái gì ăn nè. Đói bụng hoài.
Ở đây là cái bộ lạc giống như nó là một cái bộ tộc hồi xưa vậy đó, nó lại đây trước nên nó được quyền kinh doanh trước ha, nó được quyền kinh doanh casino này kia nọ rồi đó. Cái người cái da của người đó nó hay đỏ đỏ, nếu mà mấy người nào mà ghiền phim Mỹ á hay là gì, nó có những cái bộ tộc đó đó, bộ tộc có da đỏ. Nhưng mà nhiều người ta kêu là đó, casino thấy không, thấy chữ casino, nhiều người người ta kêu đó, cái này là trong casino ha, nhiều người ta kêu nhiều người ta kêu gì đây, bộ lạc gì đó. Oh, oh God, I can take picture. No. Can. Cái này biểu tượng tượng trưng nè, casino này ha. Đó, casino nè. Casino xứ Mỹ nè. Đó. Đó, ai chưa thấy casino đó. Đó. Mình quay người ta có chửi không mình không biết. Đó, đó những cái bộ lạc nè, thấy không, bộ lạc nó có cái này nè. Đó, coi phim về ấy nó có những cái này. Darling, I can make video. Yeah, but casinos you don't, you see one casino you see them all. But I know, I make for someone know, not me. Đó, casino đó, đó những người ta nghiện game ta chơi đó, thấy không, nó bự nó lớn không. Này thuộc về cái người Mỹ, cái người native của người bộ lạc da đỏ luôn. Coi những cái bộ phim mà của người Mỹ đó, thấy không, nó có những cái bộ tạc da đỏ gì nè, nó có những cái hình gì nè. Đó, người bộ tộc của người gốc của người Mỹ luôn á, là trước khi mấy người châu Âu qua, họ là những người da gì nè, họ da đỏ vậy nè, giống như những cái bộ tà bộ lạc bộ bộ tộc thiểu số vậy đó. Đó, sợ quay phim người ta không có cho casino quá, thấy không, đó khu vùng vòng mà casino hết. Đó, quay cho mấy các bạn nào coi, cả nhà mình coi ha. Ok, casino này nha, á nó mấy casino mà thấy không, đó ở dưới đó nó đang chơi quýnh bài á ha, á toàn là dân ghiền bài không á nha, ghiền thấy ham luôn á mấy nha. Đó, không phải là dân vô đây mà dân có tiền không, nhìn cảnh này sao mình nhớ Singapore hồi trước mình đi qua Singapore vô mấy casino bự nhất của chiên xa hay là chiên xạ gì của của Mỹ á ha. Lên no. À, giờ vô nhà hàng ăn mà ăn chay, nhà hàng nó làm gì nó có nấu chay đâu, không biết ăn sao nữa. Bởi đi chơi cũng khó, không được, không phải ăn mặn, mà tháng này ăn chay cả tháng mà ăn mặn sao được. Vừa đi chơi không ai bán đồ chay lấy gì ăn, trời đó bụng mình chết luôn nè. Leo anh nói anh no đờ, cái này cái tay mình cứ run, cái tay mình cứ run. Anh nói anh no đờ, cũng không biết làm sao, để coi đi trong nhà hàng. Để vô nhà hàng này, nó có nhà hàng này là cả ở trong casino luôn hả, ai đói lên đây ăn thôi đó. Leo á, nhiều người ta đi ăn, mình chỉ quay mình thôi nha, dính ai vô người ta khó chịu không có được nha, tôi quay tôi á. Đó, nhiều người ta không có thích bị quay đó, quay tới người ta ta khó chịu, người ta không có vui. Quay tới cái tập bực bội, mình cũng có rảnh đâu quay người ta, mình đẹp vậy quay mình đi ha, kệ lỡ điệu rồi lỡ cảnh rồi, nên quay chuyện của mình đi, để coi ra coi ăn cái món gì đây, không biết sợ ăn không có đồ ăn sao giờ, phải ăn chay thôi. Đi vô đây á, trời ơi người ta dòm quá trời luôn. Tại sao? Tại vì có con thằng lùn đi với thằng cao, có con thằng già đi với thằng trẻ, có con thằng châu Âu đi với thằng châu Á. Trời là người ta hết hồn, người ta nhìn mình đắm đuối luôn nha. Mà nó nghe nè, mình không có bận tâm gì người ta đâu nha. Mình ăn mình leo trả tiền mà. Ủa đâu có đứa nào vô đây trả tiền đâu, mình phải sợ xoáy dòm tới người ta làm chi vậy? Bị bệnh hả? Không có bị bệnh. Mình bình thường lắm nên mình không có quan tâm đến cái người nào hết đó. Đúng rồi. Đó, đang chờ đồ ăn không biết leo gọi được cái món gì đó, bụng bà cố luôn mà không có đồ chai để ăn cũng mệt thiệt chứ.
đi chơi giờ sao không vợ? Buồn thiệt á. Người ta nhìn mình mà với cặp mắt giống như là hình viên đạn, mà hình là chữ A, chữ Á gì á. Người ta không, mắt chữ, mắt miệng chữ O, mắt chữ A, đúng rồi, miệng chữ O, mắt chữ A, có nghĩa là người ta nhìn thấy ngạc nhiên và bất ngờ lắm. Tại sao con này nó trẻ mà lấy thằng này nó già, ở trong khi con này lùn mà đi với thằng này nó cao? Tại sao con này là người châu Á mà thằng này là người châu Âu, kỳ vậy? Đó, vậy đó, chơi đụng hàng không? Đó, bởi vì mình thấy mắc cười mà nó nghe nè, cái tính mình nha, không nghe, không có nghe tới thằng nào con nào mà nó nói với mình đâu nha. Mình không có rảnh. Ủa, nó có cho mình ăn mình phải nghe nó gì trời, bị bệnh hả trời. Đó, đây là người cho mình ăn nè, đó, người trả tiền cho mình nè. Mình khe, mình bận tâm danh này thôi. Còn những người khác á, họ chẳng là cái giá trị gì với mình hết trơn, mình nói cho nghe chơi vậy thôi ha. Nhiều người ta kỳ cục lắm, ta đéo lo cho mình mà tối ngày ta nói ta ở rảnh ta không, ta nói mình không à, bị bệnh hay sao trời. Nay bệnh nặng lắm nha, kiếm cho chị đi nha. Ăn cơm nhà mình mà lo chuyện người ta không mà thấy mắc cười luôn. Nói chung là ở đây thì nói chung là cũng có người có người không, đa phần họ không quan tâm nhiều, nhưng mà cũng có 1% họ là quan tâm. Nhưng mà Việt Nam mình là phần quan tâm nhiều nhất ha. Việt Nam quan tâm mình cũng chả quan tâm nữa, mình cũng không thèm quan tâm tới. Ủa mình làm gì mình biết, ủa cuộc sống mình biết, mấy người đó họ là cái gì đâu mà họ cái quyền, họ có tiếng nói, họ có phải là cha má mình đâu mình phải nghe họ chi, đúng không? Đúng không? Đúng không các bạn? Đúng không cả nhà? Đó. Ông má nghe người ta chắc không có ăn quá, người ta ngồi đó người ta nói thôi mà người ta giúp tiếng thôi mà không có con nào giúp miếng hết trơn á, không có rảnh mà để nghe nha. Không có rảnh mà để nghe, mình chỉ nghe chuyện của mình thôi. Biết quay bà nội phục vụ này bà có nhảy lên nữa không? Không biết. Bữa hổm quay cái clip kia rồi, bà kia nhảy rồi. Nên giờ mình coi sao. Lê mới kêu bia uống. Ok. Leo ảnh order cái này là potato, ở đầu khoai tây ha, khoai tây nghiền nát ha, cho mình ăn chay ha, cao xào rồi nè ha. Rồi xong bữa này cái súp ở trong đây không biết có gì nữa, nhưng mà lỡ lên núi rồi. Còn cái này lại dạng như là ớt á, ớt bự nó trộn bột rồi nó ấy. Leo thì ăn bánh mì đó với lại khoai tây đồ này kia nọ nè, với lại một phần trứng thì cũng ok. Mình nói Leo á, nếu mà ăn không được chay á thì Leo có thể ăn mặn cũng được, không có sao. Tại giờ không có ai bán sao mình ăn. Nhiều khi mình không muốn, cũng không phải mình phải chắc chắn mình phải ăn cái đó mới được, là mình phải ăn chay đồ này kia nọ. Nên Leo order cho mình mấy cái này mà mình cũng ok. Bây giờ mình ăn ha, mời cả nhà ăn với mình ha. Rồi xong rồi lát mình nói tiếp ha. Ok. Ăn xong rồi, bây giờ đi kiếm phòng. Coi ở đây khách sạn nó cũng đẹp ghê ha, giống như khách sạn mấy sao của Việt Nam mình á. Cỡ 3-4 năm sao. What mean? 755. Just mean in the hall. What mean? Câu phòng đó, phòng khách sạn đó, là cái giải phòng ở khách sạn đó. Đây toàn là người Mỹ không, mình ta gặp mình ta ngạc nhiên, đó, giống như trong gừng trong gúm mới ra hay sao á. Cái tóc thì đen, mắt thì đen, còn ta thì cái tóc người ta màu vàng hay màu nâu gì đó, mắt ta màu xanh. Còn mình mắt màu đen, nhìn không giống ai hết trơn ha. Bởi vì bây giờ mình với cái mắt hình viên đạn, ta bất ngờ gì sao mình lại như vậy không? Đó, đi lại cho biết khách sạn này như thế nào nha. Đó, anh theo nè, đó. This is your phòng khách sạn. Nó đẹp không? Ok. Cái phòng trong đây khách sạn nha, Leo nói ở đây một ngày là 100 mấy chục đô, cũng không biết nữa. Đó. Đó, toilet. Này, ở Mỹ cái khách sạn đó nè. 100 mấy chục đô. Then I think this how many star, you know? 3 or 4 or 5. Maybe 3 hay 4 sao gì đó, nhìn nó sạch sẽ là biết rồi đó. Dạo cổ đầu này kia nọ thấy không? Thấy bằng mặt mình không? Có. Nói không phải phe của nha, chỉ coi là cho coi biết thôi, nhà mẹ mình coi nữa ha. Ở khách sạn này đây làm gì, turn on the light, làm gì có cơ hội mà vô khách sạn mấy sao gì. A desk and this.
coi cho biết thôi, cho tham khảo thôi, mọi ngày đi vòng vòng trong khách sạn rồi này nè. Đó. Và buổi sáng nếu mà mình thức dậy á, mình ngó ra ngoài đó, mình ngắm mặt trời rồi cũng đẹp lắm nè. Thấy nó đẹp không? Đó. Đó, nó đẹp chưa? Ăn uống xong rồi giờ lên phòng khách sạn đó, cái chữ casino bự chà đá không? Nãy mình đi bên đường đó mình băng qua nè. Đó. Đẹp không? Thấy mê không? Có ai thấy thích Mỹ không? Làm ơn giơ tay lên. Đi qua Mỹ nha. Ai ai thích qua Mỹ không? Thiệt. Nice. Don't take picture about me, I don't want. Đó, không? Nó bàn đồ nè, thấy không? Nhìn nó sạch sẽ, cái dạng này là mình cũng biết mấy sao đó chứ không phải là dạng bình thường ha. Nói chung đối với người Mỹ thì có 100 mấy nó là cái gì đâu. Việt Nam mình làm gì có số tiền đó để đi ở 100 mấy ha. Quay vòng vòng cho cả nhà mình coi vậy thôi, chưa lấy đồ vô nữa, để đồ ở xe á. Giờ quay xong rồi là đi xuống xe lấy đồ lên nè, tắm rửa nè nha. Đó, quay chút xíu thì thôi ha. Ghế nè, tranh ảnh rồi nè, nhìn thấy ghiền quá à. Đó, thấy không? Ok, quay một vòng vậy thôi ha. Tell them, do you want swimming? Swimming? Can go swimming. What time is it? Cái tủ đồ luôn nè, quay thì quay cho hết nha. Đó, cái tủ đồ nè, đó, để đồ vô nó có bằng ủi rồi sẵn luôn nha. Móc rồi nè ha, đó. Bạch ra nhà khi mình để đồ dơ rồi nha. Nội cái tủ người ta cũng nhìn cũng thấy, không thấy ghiền nữa. Cửa nó bằng gỗ không à. Nó bằng gỗ nhìn thiệt là đẹp luôn á. Đó. Đó, tủ cửa gì đó ha. Cái nào cũng bằng gỗ không mà nhìn thấy nó đẹp gì đâu hết á. Cái này người con gái của dân tộc nào đây? Đó. Nhìn thấy buồn quá vậy trời. Đó. Vậy thôi nha, cái clip này là ngày hôm nay ha. Hẹn clip sau, hẹn lớp sau ngày mai. Đây là cái clip hết ngày thứ 6 ha. Đó, hết ngày thứ 6 nha. Rồi hẹn gặp lại ngày thứ 7 ngày mai. Ok. Bye bye. Bye everyone.